Lúc đầu có bao nhiêu tiền? 500 đúng không? Cứ trả lời một câu đúng là được cộng thêm bao nhiêu? 500. Một câu sai bớt đi bao nhiêu? 300. Lỡ nói nghe, ví dụ hai câu đúng, một câu sai, 500 lúc đầu có chưa? Hai câu đúng đi, cộng 2 nhân 2 nhân 500. Mấy câu sai? 1 câu sai. Vậy là trừ hoặc là cộng 1 nhân 5 300. 300. Bao nhiêu? 300. Sai. Sai là bao nhiêu? Âm 300. Đọc không có đọc đàng hoàng.